Sau đây là kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 13 tháng 10 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 2, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 2, 0, 7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 2126, 5838, 3441. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 0862. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 36151, 14700, 42670, 83455, 93862, 88953, 45588. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 61047, 06047. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 81935. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 94383. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 5, 3, 4, 0. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 5, 3, 4, 0, 0.